về quá trình hình thành nhựa. Nhựa được hình thành khi mà được thay thế chất liệu ngà voi cho bóng bia thời của nước Anh thế kỷ thứ 19. Và đến tận bây giờ nhựa vẫn rất phổ biến trong đời sống hàng ngày của con người. Sở dĩ nhựa lại phổ biến như thế do có giá thành rẻ, sản xuất nhanh và dễ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của con người. Vậy lượng nhựa được thải ra và thải đi đâu? Là ở sông hồ, ở các bãi thả hay ở biển? Ảnh hưởng của nhựa rất lớn đối với đời sống của con người. 50 năm sau, chai nhựa các bạn sử dụng vẫn còn nguyên. Nhựa rất khó để phân hủy, làm nghẽn các hệ thống thoát nước. Các bạn không biết phân biệt và nên vứt nhựa đi đâu, làm ô nhiễm đất trồng. Đó là vấn đề khá nan giải. Vậy nên, chúng ta hãy tìm cách bảo vệ môi trường ngay thôi. Và có các biện pháp như sau. Chúng ta có thể sử dụng nhựa để tái sử dụng làm chậu cây hoặc những gì các bạn thích. Và sau đây là những biện pháp các bạn có thể dùng. Đầu tiên, có thể sử dụng bình nước thay vì dùng chai nhựa, vì nó sẽ tốt cho sức khỏe của bạn hơn. Tiếp theo, phải dùng túi vải chứ, đúng không nào, để bảo vệ môi trường nữa. Chúng mình lại gặp nhau rồi. Bình nước cậu đẹp dạ, túi của cậu cũng đẹp thế. Các bạn hãy dùng túi vải với bình nhựa riêng của chính mình nhé. Ngoài ra, việc trồng thêm cây xanh xung quanh rất trường và hãy truyền tải thông điệp này cho tất cả mọi người nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần phỏng vấn các bạn nhỏ nào. Cùng đi thôi. Cứ làm mất vệ sinh cho nhà em, cứ vô là thấy bụi rồi, lùm tùm la. Thế là em nghĩ là nhựa nó có tác hại như thế nào đối với môi trường xung quanh? Cứ như là cái vi khuẩn á, cứ nhựa ra lan khắp mọi nơi rồi mấy con kia nhiễm bệnh này kia, cây nhiễm bệnh rồi bị chết luôn. Thì em nghĩ là em có cái lời khuyên nào hoặc cái biện pháp nào dành cho các bạn học sinh để có thể giảm thiểu rác nhựa thải ra hàng ngày không? Và em nghĩ có những gì hãy tái chế hay là sử dụng lại nhựa. Em có sử dụng nhựa nhiều không trong cuộc sống hàng ngày? Sống hàng ngày em có thể thay thế nhựa bằng mấy cái đồ khác không được, không cần nhất thiết là thay nhựa. Em có thể cho ví dụ là các bạn có thể thay thế nhựa bằng những vật liệu như thế nào không? Giống như là nhôm, giấy, vải.